Ê, cho đi rồi. Con pet à, nó có thể cover cả đồng đội em ạ. Mặt trời kia dù ở đâu, mặt trời kia dù ở đâu. Ui, nhân vật mới em ạ, giật cả mình ạ. Chào các bạn, mình là Linh đây. Chạy đã. Sau đôi lời tâm sự của cung thủ truy kích. Đùa chứ, xem lại cái video nó trông kiểu năng vãi cả. Thì anh em sẽ muốn mình đến với anh thử làm về gọi là siêu anh hùng, nhưng mà mình đang nghĩ trong đầu là tại siêu có ai siêu anh hùng gì mà dùng sniper ta, để cho anh em tự tưởng tượng. Còn ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với đôi lời tâm sự mà biết bao anh em sniper trước giờ chưa dám kể. Là một sniper, anh em phải là một người có cái đầu thật sự là lạnh mà cái mức độ tập trung rất là cao. Ví dụ như này, mẹ rồi, một pha vào đít, hai pha vào đít, nên mình điểm danh được cái quả này được thực sự anh em. Rồi ba ZS VIP. Hầu hết anh em sniper thì đều có một cái gọi là tiếng nói và độ sự tin tưởng nhất định. Ui, thằng này nó bò ở đây nhìn hay không. Với trọng trách của một sniper, mình có cái nhiệm vụ phải bảo kê cho đồng đội đứng một cái vị trí để yểm trợ cover. Đây, ví dụ như này. Đấy, em cứ vào đi. Nhưng mà mình không phải muốn nhìn thằng đằng giữa đâu. Đây, anh em, đây, chị em cứ lại đây. Rồi, mình bảo kê đấy. Cái là sau không qua ấy nha. Ui dồi. Căng thế nhở. Phải bố khỉ. Ui, xong rồi. Toang rồi. Ui, nó nhảy kìa. Ơ, sao mà quả mình quả dịch chuyển đi vào lòng đất này. Thề, quả dịch chuyển đi vào lòng đất nhưng mà vẫn có trận chiến á. Những cái vị trí mà sniper yêu thích đó là một vị trí cao ráo, thoáng mát, có thể quan sát. Nó gần như kiểu anh em là một cung thủ ấy, thì sniper nó cũng rất là quan trọng việc giữ vị trí. Nhưng mà làm cung thủ thì anh em không có cái gọi là cái tầm nhìn nó có thể rõ nét được như sniper được. Ui giời, nó cận chiến luôn kìa. Theo quan sát của một sniper cũng tâm hồn cũng vừa phải thôi, nó cũng hơi là kín đáo. Đồng đội mặc thế này thì mình cảm giác là không thể bắn tập trung được, hơi nóng. Làm sao phải mặc bát hơn nhá. Ui, cái này rồi, tí thì bỏ lỡ một cái sự kiện đặc biệt. Đây, chúng ta em có thể nhìn thấy một con nhái trên này. Tuy là mình không còn cầm sniper nữa, nhưng mà với khoảng vi phạm vi như này chúng ta có thể quan sát rõ ràng. Giống thật mà, phải cả chỗ. A few moments later. Điều khó nhất của một sniper đó chính là anh em phải tìm một cái vị trí thực sự là đắc địa. Ui, tôi chạy nha, mẹ con nhìn có đồ to nó nguy hiểm quá, chạy đây, chạy nha. Ui, mẹ nó đuổi mình anh em ạ, tôi toang rồi, nó đuổi mình. Nhưng mà không sao, vì trên tay mình đây là, thực sự đây là không phải là một loại súng bình thường, nên anh em yên tâm. Ui mẹ, phê vãi trưởng ạ. Bắn cái này nó thì có một cái xác suất nhất định là anh em sẽ bắn được hai viên một lúc nhá, và anh em thực sự là không phải nhầm. Ui rồi, nhìn nó nguy hiểm thế kia. Ôi, nói đến mạnh rồi thì cũng phải nhắc đến một cái điểm yếu chí mạng của anh em sniper, thực sự là rất là mỏng manh. Phát hiện khi mà bị phát hiện vị trí thì thường cái mức kiểu độ an toàn. Ui, phải cứ cướp xịt thủng ạ. Ui thằng bạn che cái đầu. Bỏ cái đầu ra. Ok, để cho bạn ấy lên. Lên đi, lên. Có cái một cái vị trí từ đó. Phải cứt ạ. Mình bắn trượt không trúng viên nào luôn. Được, thật sự khi mà bị phát hiện một vị trí rất là nguy hiểm, cái sức chống trả rất là yếu, nên là phải có những đồng đội phải là cực kỳ là cứng tay, những đồng đội thực sự là có nhiều kinh nghiệm đứng bên cạnh. Ví dụ như đồng chí tâm hồn to tròn. Ui, không chết kìa. Đấy, xung quanh mình đồng đội phải nói là nhiều, với nhiều năm kinh nghiệm đấy. Ơ, nhưng mà thật cho xem tại sao có quần, sao lại mặc quần rách thế kia, hư thật. Đây rồi. Thật sự là không chỉ đồng đội có gọi là tâm hồn to tròn anh em, mình rất là
những cái giây phút mình phải đưa ra quyết định như này phải nói là rất là khó khăn. Khi một thực thể zombie cũng chỉ là một con người không may xấu số bị hóa thành zombie. Nhưng mà cái mình tiếc ở đây với cái tâm hồn to tròn như thế thì thực sự khá là đáng tiếc ấy. Rồi hiệp đấu cuối cùng, mình đã cùng với đồng đội sát cánh bao nguy hiểm hiệp nguy. Rồi quyết định trận này thì mình sẽ đánh cẩn thận. Được rồi. Đấy, nãy giờ anh em đừng cứ tưởng sniper là chỉ có biết ngắm véo thôi anh em. Rất là đồng đội đã đặt niềm tin như vậy là mình, chúng mình đã phải có một kỹ năng rất là phải là thượng thừa rồi. Tuy không được thể hiện như các anh em tanker lao vào như trâu húp mả, nhưng mà mang trong mình đầy trọng trách nên là mình phải đánh cực kỳ là cẩn thận. Chúng nó chết chưa? Đây, cái hình dạng này với trong cái trường hợp cấp bách này thì mình anh em nên sử dụng cái hình dạng cái đấy. Trong tình trạng cấp bách này mình sẽ sang hình dạng súng liên thanh, mình nghĩ nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Ui, sao nhìn nó nguy hiểm hết ta? Không, sao rơi rồi? Đây rồi, đấy nhiệm vụ của mình đây chính là cover đồng đội đến một vị trí an toàn. Lên đi bạn. Nguyệt đằng sau, Nguyệt kìa, Nguyệt, Nguyệt chạy đi Nguyệt, đừng lo cho Nguyệt, à đừng lo cho Linh, đừng lo cho Linh, đừng. Ui, phải nói là cái sức mạnh, ui, giây cuối, cái giây cuối cùng mà trước khi đến với thiên đường, ma à, một tí nữa thôi là mà nó đẹp, cái pha đấy hay vãi trưởng ra. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi. Đấy, đây là một đôi lời tâm sự của một sniper. Thật sự mình anh em biết cái trình sniper của mình đến đâu rồi, nó thường được cái mức thượng thừa, nhưng mà đây là một cái số cái mà anh em khó nói nên mình đã tâm sự hết cho anh em như vậy đấy. Nên anh em đừng quên cho mình cảm nhận. Và anh em thuộc tuýp người nào thuộc là tanker hay là gọi là sniper. Thực ra tanker là cái gì ta? Mình không biết đâu. Mình cứ bắt phát biểu bừa đấy. Ok, bye bye. Nhớ like nhé.